Rồi, cô mời ra nghe nhé. Xin chào mọi người, con tên là Lê Gia Huy, học lớp 61, trường trung học cơ sở Tâm Bình. Hôm nay, con xin giới thiệu sản phẩm Đường lên đỉnh Olympia, kể về chú chó dũng cảm để lên hành tinh khác, lấy kho báu về cho nhân loại. Câu chuyện xin được phép bắt đầu. Khi câu chuyện bắt đầu, có một chú mèo tên là Doraemon nhờ các bạn một việc. Đó là giúp chú chó này trả lời những câu hỏi này để lấy kho báu về cho trái đất. Và những câu hỏi đó là những bài toán. Ví dụ như khi bạn trả lời đúng, Doraemon sẽ nói và kèm theo một bản nhạc. Và khi bạn nói sai cũng vậy, Doraemon sẽ nói sai rồi và cũng sẽ kèm theo một bản nhạc. Khi bạn chiến thắng, màn hình sẽ hiện lên chữ Winner cùng với một dấu mặt cười khích lệ và chúc mừng. Và vì bạn đã giúp chú chó này lấy kho báu về cho nhân loại. Nhưng nếu bạn thua thì trên màn hình sẽ hiện chữ You lose. Click the flag to try again. Bây giờ mình xin phép chuyển qua phần nút lệnh nhé. Ở trong đây, những nút lệnh mình thích nhất là nút lệnh sáng tạo cho chú chó khi trả lời đúng thì sẽ di chuyển tới bậc tiếp theo. Khi trả lời sai thì sẽ đứng lại. Và cách Doraemon hỏi câu hỏi và nhận xét câu hỏi đúng sai. Ngoài ra, mình còn có một trang trí thêm một số ví dụ như một số đồ vật, ví dụ như hình ảnh mặt trời trên phông nền hoặc hình những hộp quà trên đỉnh núi để tạo động lực thêm cho các bạn để chiến thắng. Thì khi làm sản phẩm này, mình cũng có một số khúc mắc như là làm cho Doraemon họ hỏi tên của các bạn thì mình cũng chưa làm được cái đó, và một số điều khác nữa. Mình mong trong tương lai mình có thể khắc phục những điều này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe buổi thuyết trình của mình hôm nay. Mình xin phép được kết thúc buổi thuyết trình này. Rồi, cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Phan Vi.